Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em kính chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn nam bên kia và tất cả khán giả tại trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phi. Cái gì Phi? Trần Thị Phi ạ. Thị Phi. Thị dạ. Phi hả? À. Nghe tên nó. Dạ, nó rất là ấn tượng ạ. Ấn tượng. Ấn tượng. Dạ. Em năm nay 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Định. Thì hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì Thị Phi? Dạ, em là nhân viên ISO. Tuy nhiên thì hiện tại em đang muốn chuyển hướng sang kinh doanh. ISO là 9001 của em hả? Dạ đúng rồi anh Quyền Linh ạ. Rồi mời bạn trai. Dạ em chào anh Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên cạnh. Cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vinh Quang hả? Hôm nay. Cái gì? Vinh Quang hả? Dạ. Bên kia Thị Phi. Vinh, bên đây Quang, Vinh Quang sao đi chung với Thị Phi? Cặp này nó ngược ngược. Vinh Quang, nhiêu tuổi rồi? Em năm nay em 30 tuổi. 30. Em sinh ra và lớn lên thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bảo trì máy may. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh hay điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em thì em là người cá tính mạnh mẽ, sống rất là có trách nhiệm, rất là hay lo cho người khác. Nên đôi khi sao nhãng bản thân, thì cái đó cũng là điểm yếu của em. Bạn trai, mình Vinh Quang, em có ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì em hòa đồng vui vẻ lắm chị. Rồi em tự lập từ lúc nhỏ á. Nên những cái việc trong gia đình như là lau dọn rồi rửa chén này nọ em làm được hết chị. Giỏi vậy ta? Em có một cái khuyết điểm nào không? Khuyết điểm của em thì em ít nói lắm. Em cũng không biết nhậu nữa. Không biết nhậu tốt nhiều chứ. Tốt chứ khuyết điểm dạ gì? Không, nhưng mà em thấy nhiều khi trong những cuộc vui mà có bia rượu này kia mình cũng phải có chút xíu nào đó. Mấy bạn nó la mà đúng không? Dạ. Tình trường thì sao? Hai bạn trải qua mấy mối tình rồi? Thì em thì trước giờ em trải qua một mối tình. Thì em quen nhau chắc được cũng hơn 2 năm. Thì lúc đó em còn sinh viên. Sau này một thời gian thì em quen thì cảm thấy không hợp nữa. Thì tụi em chia tay cũng 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi? Dạ. 5 năm nay một mình lẻ bóng vậy đó. Dạ. Bạn trai thì được mấy mối tình rồi cơ, Vinh Quang? Dạ em mối tình chính thức thì chỉ có một thôi vậy. Quen bao lâu rồi sao chia tay? Dạ mối tình đầu tiên của em thì quen được gần 3 năm. Thì hồi đó em quen lúc em còn nhỏ lắm. Hai đứa không có hoạch định được cái tương lai đó là sao. Rồi thời còn trẻ thì nhiều khi cãi nhau rồi không có hợp nhau này kia rồi đâm ra chia tay. Cái lúc còn trẻ đó đúng không? Dạ. Còn giờ thì cũng chưa có mối tình nào sâu sắc lắm hả? Dạ chưa. Nói chung là cả hai đều trải qua những cái mối tình đó rất là lâu rồi. Thì bây giờ hiện tại nè, thời điểm này là mình thật sự mong muốn là lập gia đình chưa? Dạ em cũng lớn tuổi rồi ạ. Thì nếu mà được thì khi bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Trong khoảng một năm là được rồi chị ạ. Một năm. Dạ. Bây giờ em suy nghĩ về cái người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào? Thì em thì cũng đặt ra khá là nhiều, nhưng mà việc chốt lại thì em ngoại hình á thì em cũng chỉ cần một người cao khoảng 1m6 trở lên là được, tóc thẳng. Tại vì tóc xăng thì em không có thích lắm. Tại vì em cũng nghe cũng một vài điều về những người có mái tóc xăng. Những người đàn ông thì em cũng hơi ngại. Thì mình kiên kỵ một xíu à. Em nói tóc xăng sao ngại? Em nói nghe coi ngại gì. Theo em được biết á, thì tóc xăng là không có chung thủy lắm ạ. Nói bậy, nói bậy. Nhiều người tóc xăng đã sống tới răng lông đầu trọc lóc luôn đó em. Rồi còn gì nữa không? Cái gì không thích nữa không? Không thích là bạn nam hút thuốc. À bên đây có hút thuốc không? Không có nhậu mà có hút thuốc không cưng? Anh không có hút thuốc đâu em ơi. Trời hay dạ, quá. Anh hút thuốc là được ạ. Em thì làm về ISO nên về nghiệp vụ thì em cũng mắc về một bệnh nghề nghiệp. Đó là những cái tiêu chuẩn, những cái chất lượng. Nên ở đây em cũng đưa ra một cái bản gọi là bản chứng nhận dành cho anh chồng đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Dạ. Nó chỉ là góp vui thêm thôi, để nó sẽ gom góp lại những cái ý mà em muốn nói từ nãy giờ thôi chứ cũng không có gì. Rồi đưa đi. Dạ, cho bạn đưa bản chứng nhận. Sao chứng nhận ISO của ông chồng đâu? Dạ. Rồi, đưa bên kia kiểm tra. Đưa coi coi. Trời ơi. Đàn ông mà có ISO nữa. 9001. Giấy chứng nhận phải, nếu là người chồng hoàn hảo thì phải đạt những tiêu chí sau đây. Chất lượng tiêu chuẩn ISO 59001, điều khoản 1, chọn chồng quyết chọn cho tròn, biết yêu quý vợ con hơn thân mình. Điều thứ hai, chọn chồng nhất định biết điều,
kính trên nhường dưới, vui tươi thuận hòa. Điều thứ ba, chọn chồng vốn tính siêng năng, biết ham học hỏi hơn bằng người ta. Điều khoản 4, thu nhập ổn định cả nhà. Và điều tiên quyết, la cà phải không. Điều khoản 5, chồng em vốn tính hoa hồng, sở thích đèo bồng cần được tránh xa. Điều thứ 6, nếu mà đã biết vị tha thì chàng còn phải biết xa biết gần. Điều thứ 7, thuốc lá chi hại lấy thân, chồng yêu chồng tránh cho vừa lòng vui. Điều thứ 8, chàng không tính toán lăng nhăng để vợ không phải băn khoăn muộn phiền. Điều khoản thứ 9, chọn chồng học thức có nhiều để mà san sẻ những điều vợ lo. Điều thứ 10, chồng ngoan nói ít làm nhiều, đừng đi hứa hẹn bao điều rồi xong. Đó là 10 điều khoản ISO 9001. Sao? Vậy bên đó nghiên cứu đi. Em có hết 10 điều khoản này không? Chắc không rồi. Em thấy là em được 9 rồi anh. Quá, ở đâu mà 9 dữ vậy? Còn chị, cái điều nào mà em chưa chị được? Chị cứ tương xem giùm em. Chị có em xem. Là không có học nhiều ha. Em học chỉ đến 12 thôi. À, không học nhiều đúng không? Dạ. Rồi, anh này có 9 điều. Còn tôi, thôi tôi không nói đâu. Một điều. Tôi chắc có 1 điều quá. Bây giờ được mấy trên mấy là vô vòng chung kết xếp hạng? Khoảng 6-7 là được. 6-7 là được đúng không? Dạ. Chào em. Rồi. Nãy giờ chị chưa có nghe cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích một người truyền thống. Về ngoại hình? Về ngoại hình thì nữ tính, tóc dài. À, nếu như được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ được thì khoảng 1 năm. Mình đang sống với ai em? Dạ em sống với mẹ em. Nghĩa là mình về làm dâu đúng không em? Dạ em muốn một người phụ nữ có thể về làm dâu được. Rồi, để chị hỏi bạn gái coi. Dạ. Ý bạn sao nha. Mình làm dâu được không cưng? Dạ được chị ạ. Về những điều mà bạn nam vừa nói thì em có thể đạt được hết ạ. Tốt, hai dạ. bên nào không tự tin. Cái này một lát nữa khi nào mà kéo hàng rào ra em kiểm tra, nếu được thì em cấp cho ảnh. Dạ nha. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi là có thầy em, có cô và có chị họ. Thầy là thầy dạy tiếng Nhật, em đi học thêm tiếng Nhật. Rồi, xin chào chị. Em chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, hai người chị. Idol của em. Cảm ơn chị. Em chào khán giả ở đây quay, chào bạn Nam. Vậy thấy bạn Nam này rất là hiền, phi ơi, đẹp trai nữa. Tóc thì không biết xăng hay không nữa. Chị thấy được không? Cặp đôi này được không? Em thấy được rồi đó. Ủng hộ không? Rất là hợp nhau. Phi ơi, nên bấm em ơi. Rồi, cảm ơn chị. Cho em thêm ý kiến của thầy đi ạ. Dạ, xin chào anh Linh, chị Tường. Dạ. Chào mọi người. Mình là tên là Ishida Tatsuaki, thầy dạy tiếng Nhật của Phi. Dạ. Hôm nay gặp bạn Nam, Phi nhờ lại coi mắt. Mình hôm nay mình nói thẳng ra là bạn này nó thật là không có đẹp trai, nhưng mà quan linh cảm của mình là rất là tốt. Dạ. Rất là hiền và cũng lo được gia đình. Ok ừ. Phi. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta tham khảo ý kiến của mẹ em xem sao nha. Dạ, tôi xin chào chú Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Quang. Dạ. Bữa nay nha, con tới đây thì tôi rất là vui. Quang thì ở nhà rất là hiền và ngoan thật thà. Dạ. Mà thấy cháu gái bên đây thì rất là chắc cũng bản tính cũng phù hợp với cháu Quang đó. Thấy cháu cũng hiền lành, dễ thương. Tôi cũng mong rằng hai cháu tìm hiểu với nhau nhanh chóng và dẫn tới kết hôn để tôi mau chóng có con dâu. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt nhau nha. Mở rào. Lần đầu gặp anh có đó hoài. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thì em nghe anh nói là anh có thể đạt được 9 điều trên 10 điều này. Thì em cũng rất là vui. Anh là không hút thuốc lá. Anh không hút thuốc, không nhậu. À, không hút thuốc, không nhậu. Vậy thì anh... Chỉ có điều tóc anh nó quăng. À, tóc anh nó quăng. Thì mình có quăng nhiều không anh? Nếu như anh hớt ngắn á. Không quăng ha. Thấy nó gọn gàng, còn để dài thì nó có quăng. À, dạ. Chủ yếu là tính tình của mình không lăng nhăng, không này nọ thôi. Chứ còn ví dụ như anh không nhậu thì mình ra ngoài mình sẽ giao tiếp với bạn bè như thế nào? Thường á, thì giống như anh đi đám cưới hoặc là tiệc tùng này nọ thì anh uống nước ngọt mà, hoặc là anh uống nước lọc. Tội nghiệp nhỏ quá, trong hội cùng quá. Dạ thì em ở đây thì trước mắt thì em sẽ gửi cho anh cái chứng nhận này, thì coi như là em đã test và đã hoàn thiện về anh. Thì sau này mình còn thời gian thì mình có thể là sẽ có cơ hội
để hiểu nhau nhiều hơn. Mừng quá rồi nè. Ừ. Thôi bây giờ ta bắt đầu trò chuyện đi. Cảm nhận về cô gái thế nào? Anh thấy em rất là xinh. Thì hôm nay đến đây anh cũng có chuẩn bị một bài hát anh tặng em. Dạ. Nếu như được thì anh sẽ hát cho em nghe. Dạ. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Dù cho bao nhiêu phong ba chia tình ta cách xa, vẫn mong, vẫn chờ, vẫn hoài ước ao, vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau. Dạ. Anh nghĩ mình đã vượt qua rất nhiều hồ sơ để có thể ngồi với nhau đối diện ở trên đây. Gặp nhau cũng là có duyên. Thì anh nghĩ mình cũng nên cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu kỹ hơn. Dạ. Thì em cũng có rất là nhiều điều muốn nói, nhưng mà có thể là lên đây kia là bị khớp nên là sẽ không nói được nhiều. Nhưng mà em cũng chỉ muốn nói ngắn gọn là chúng ta đã lên đây đã là một cái duyên rồi, thì phải tận dụng những cái cơ hội để cho cái duyên đó nó có thể phát triển được. Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh, mà không biết em có biết sơ cứu làm gì anh? Sơ cứu em. Sơ cứu hả? Dạ cái đó thì em chưa làm bao giờ. Dạ chắc là không có giỏi lắm. Nghiên cứu tỏ mà... tình hỏi sơ cứu chi vậy? Dạ. Không, em sắp bị anh sắp bị chết đuối ở trong đôi mắt của em. Trời ơi. Rồi hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nè. Để tay nút bấm đi em trai. Bây giờ chúng ta đã trò chuyện với nhau rồi. Đã đến lúc chúng ta phải quyết định xem cái nút màu đỏ hay là màu xanh. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Kiểm tra lại. 2 3. Hết thời gian. Tôi chưa đếm mà ông bấm rồi. Rồi. À, đây là cuốn sách mà em rất, anh thấy rất là hay tặng anh. Nắm tay nhau đi hai bạn.